rời Ngọ Môn qua cầu Trung Đạo, sẽ đến không gian của Điện Thái Hòa. Đây là nơi đăng quang của 13 vua triều Nguyễn, từ Gia Long đến Bảo Đại, là biểu trưng quyền lực của Hoàng triều Nguyễn. Cung điện này cũng là nơi vua Thiết Triều duy nhất còn lại của chế độ phong kiến Việt Nam. Dẫn vào điện là sân chầu. Sân chầu còn được gọi là Bái Đình hay Long Trì, là nơi các quan đại thần đứng theo phẩm trật, quay mặt về Điện Thái Hòa làm lễ. Tầng sân cao nhất gọi là Bệ Nhất Bái Đình, nơi dành cho các quan văn võ từ nhất phẩm đến tam phẩm. Tầng sân thứ hai dành cho các quan từ tứ phẩm đến cửu phẩm. Tầng thứ ba dành cho các hương hào, kỹ lão, ngoại thích đứng hầu. Quan văn đứng bên trái, quan võ đứng bên phải. Tất cả các vị trí đều được đánh dấu trên hai dãy đá trước mặt sân chầu. Từ sân chầu, nhìn lên mái điện Thái Hòa, sẽ thấy mái được lợp bằng ngói hoàng lưu ly, loại ngói ống màu vàng, vốn chỉ để lợp cho các kiến trúc dành cho vua. Đây là ngôi điện vàng son lộng lẫy nhất, quan trọng nhất của triều Nguyễn, địa điểm được dùng cho các buổi triều nghi quan trọng của triều đình. Sau khi chính thức lên ngôi vào năm 1806, vua Gia Long lấy ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng đặt đại triều tại Điện Thái Hòa. Đồng thời, đây cũng là nơi đặt các nghi lễ thường kỳ và bất thường kỳ khác như lễ đăng quang của 13 đời vua triều Nguyễn, từ vua Gia Long cho đến vua Bảo Đại, lễ nguyên đán, đoan dương, lễ vạn thọ, tiếp các sứ thần. Dưới thời vua Khải Định, đây còn là nơi tổ chức lễ hừng quốc khánh niệm. Điện Thái Hòa được vua Gia Long cho xây dựng năm 1805. Khi ấy, điện nằm cách vị trí hiện tại khoảng 50 mét về hướng Bắc. Vào năm 1833, khi quy hoạch lại kinh thành Huế, vua Minh Mạng đã cho nâng cấp kiến trúc quy mô và rời về vị trí hiện nay. Năm 1923, vua Khải Định lại cho trùng tu thêm một lần nữa. Trải qua thời gian, một số cột gỗ bị hư hỏng đã được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thay thế. Diện tích của ngôi điện rộng hơn 1.000 m2, nền điện cao hơn mặt đất 2,3 m. Điện được xây theo kiểu nhà kép, trùng thiềm điệp ốc, tiền điện 7 gian 2 trái, chính điện 5 gian 2 trái kép kết nối với nhau. Toàn bộ ngôi điện được làm bằng gỗ lim, 80 cột đỡ được sơn son, trên đó thiết vàng hình rồng vần mây, long vân thủy ba, một biểu tượng về sự gặp gỡ giữa hoàng đế và quần thần, đúng như chức năng vốn có của ngôi điện. Trung tâm của điện là ngai vàng của nhà vua. Ngai vàng nằm trên bệ gỗ 3 tầng, tượng trưng cho tam tài, tức thiên, địa, nhân. Trên trần treo bửu tán bằng gỗ, chính giữa là tấm pháp lam ngũ sắc vẽ hình cửu long. Xung quanh là các lớp diềm bằng gỗ chạm lọng hình 9 con rồng và được thép vàng lấp lánh. Trước ngai vàng là lư bằng đồng để sông trầm mỗi khi vua ngự điện. Khói trầm sông lên nghi ngút, tạo ra không gian mờ ảo trang nghiêm cho buổi lễ. Trên hệ trần điện còn thấy rồng, mây hoa lá và thơ văn chữ Hán được trang trí trên các ô hộc theo lối nhất thi, nhất họa. Điện Thái Hòa có đến 296 ô hộc có trang trí thơ văn chữ Hán, với 248 ô hộc bằng gỗ và 48 ô hộc bằng pháp lam. Thơ văn chữ Hán ở Điện Thái Hòa có nhiều chủ đề, nhưng nội dung đáng chú ý nhất vẫn là tinh thần dân tộc. Bài thơ Ngũ Ngôn Tứ Tuyệt tại gian chính này là lời tuyên ngôn về độc lập, về tinh thần dân tộc của người dân Việt Nam. Văn hiến thiên niên quốc, xa thư vạn lý đồ, hồng mang khai tịch hậu, nam phục nhất đường ngu. Tạm dịch: nước ngàn năm văn hiến, đất vạn dặm hợp cùng, đã mở mang lớn mạnh, đường ngu ở nam phương. Có thể nói dưới triều Nguyễn, Điện Thái Hòa chính là trung tâm của đất nước.